Đây, số hàng mới về hôm rồi con, nhất là mấy con máy thủy nè, nhất là con dân ma hay gì đây, con dân ma đây, dân ma có bơm nước luôn nha, dân ma máy thủy tiếp lô lên ga gạt số bình thường còn đủ nữa rồi con, nó đầy đủ, càng ga càng số đầy đủ luôn nè, bốn máy số thủy còn luôn nha. Đây tiếp lô nó đây. Ơi nó mới chạy có 100 giờ rồi con. Đây là con 3T Kubota D7772. Mới chạy có 100 giờ, ghê thiệt, con này còn mới phải rồi. Kiếm con nào chạy 100 giờ lắm. Là chạy chưa được 5 ngày thôi con. À, tính ra chạy chưa được 5 ngày liên tục con này nè, 100 giờ chứ hàng mới về nha, máy cắt chà nữa nè, đây máy cắt chà nè, đây máy cắt cỏ nè, chạy đánh gôn nữa kìa. Này máy tiện nha, máy tiện dán CNC nè, làm việc tự động nè, nó là dài nè, điều khiển tự động hết nha, không có điều khiển bằng tay quay nữa nha. Đây hệ thống dây điện nè, máy cửa xích nè, Makita nè, đặc biệt có hai mô tô nước Yamaha, có xe kéo luôn nè, ghê không. Kéo luôn nha, chổng con thôi. Đẹp, chùm mền kỹ quá nè, có đèn nhan, đèn thắng, đèn ve đầy đủ rồi, mà là được chạy mà lộ luôn đó, thấy không? Ngon là dạng con dạng lớn á, ba người ngồi á. Có phuộc luôn rồi, có phuộc có nhíp luôn, xe này ghê ạ. Mới đẹp. Số hàng mới về hôm nay đây, cây gậy đánh gôn nè. Mới chưa xài không à con, còn bao luôn nè, mới chưa xài luôn, đa số là chưa xài, 100% chưa xài luôn. Đúng rồi đây, nó tay thửng tay trái cho bà con đánh luôn nè, con thửng tay nào đánh tay đó, hai tay nè, tay nghịch vào tay tay phải nè, đây là hai tay nghịch tay phải đây, đây hai tay nữa ha, nó còn mít xu ngọt rồi nè, cái đĩa nhật nè, đây là đây gắn vô dàn xới, anh có bộ vô e nó vậy, với vô xới cái bộ e nằm sau nè, này 11 rồi nè. Ờ, con nào có nhu cầu luôn à, 088 635 6707. Số đồ về nè. Chúng tôi bằng điện nè. Alo.
đúng rồi,